Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó có điểm còn đạt ngưỡng nắng nóng gay gắt. Cụ thể, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn, nên toàn khu vực Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng với cường độ mạnh vào trưa chiều, nên nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng lên. Nắng nóng gia tăng về cả phạm vi, cường độ. Và không chỉ xảy ra ở các tỉnh phía Tây mà lan ra cả phần phía đông của dãy Hoàng Liên Sơn, trong đó có cả thủ đô Hà Nội. Trong ngày mai cũng như hai ngày tới, nhiệt độ cao nhất hầu khắp vẫn sẽ dao động trong khoảng từ 35-37 độ. Giữa khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh duyên hải miền Trung cũng chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây, kèm theo đó là hiệu ứng phơn, nên mức độ nắng nóng còn mạnh hơn ở khu vực Bắc Bộ. Dự báo trong 3 ngày tới, nhiệt độ cao nhất trưa chiều ở nhiều nơi trên khu vực ở mức từ 35-37 độ, riêng tại vùng núi phía Tây như tại Con Cuông, Tương Dương, Quỳnh Lưu, Nghệ An, Tuyên Hóa, Quảng Bình, Nam Đông, Thừa Thiên Huế, nhiệt độ là từ 38-39 độ, thậm chí có nơi còn trên ngưỡng 39 độ. Trời nắng nóng gay gắt và độ ẩm không khí có thể giảm xuống dưới 45%, nên nguy cơ xảy ra hỏa hoạn là rất cao. Đợt nắng nóng này ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng sẽ kéo dài đến khoảng ngày 16 tháng 5. Tây Nguyên và Nam Bộ trời cũng nắng nhiều với cường độ nắng khá mạnh vào khoảng thời gian từ 12 đến 15 giờ chiều. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên phổ biến từ 31-34 độ, riêng tại Ayunpa, Cát Tiên lên tới 35-37 độ, còn với khu vực Nam Bộ là từ 32-35 độ, riêng miền Đông có nơi trên ngưỡng 36 độ. Đi cùng là chỉ số tia UV cực đại được dự báo đều vượt quá ngưỡng mức 8 độ, nguy cơ gây hại rất cao. Từ chiều tối ngày 13 sang tới ngày 14 thì mưa dông có xu hướng gia tăng, từ rải rác tới nhiều nơi, có nơi sẽ có mưa vừa mưa to và dông, nên nhiệt độ có xu hướng giảm hơn, nắng nóng thì tạm thời chấm dứt. Trên biển, trong tuần sau trên vùng biển của Philippines có khả năng hình thành một xoáy thuận nhiệt đới. Do vậy, từ tuần sau, gió mùa Tây Nam có thể bắt đầu hoạt động mạnh hơn, nên miền Nam mưa bắt đầu tăng và xuất hiện trên diện rộng. Mưa đầu mùa thường kèm theo dông lốc nguy hiểm hơn giai đoạn chuyển mùa vừa qua. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong đêm nay và ngày mai, 12 tháng 5 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên là từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, riêng khu vực Tây Bắc là từ 37-40 độ, có nơi trên 40 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Riêng Quảng Ninh, Hải Phòng là từ 31-33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Riêng vùng núi có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, giữa vùng núi là từ 37-40 độ, có nơi trên 40 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc từ Đà Nẵng tới Phú Yên có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, riêng phía Bắc là từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.
Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ, có mây ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, riêng miền Đông là từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.